Ủa, nhưng mà mấy anh em chơi gì đây? Mấy anh em có muốn chơi game Em muốn chơi gì? tôi đi thuê gái các bạn ạ. Đấy, anh em ép đây nhá, đây là anh em ép tôi mẹ phải thuê gái đấy nhá, anh em ép tôi đấy. Thực ra tôi muốn chơi với anh em vá là biểu ra. Ủa nhưng mà kiểu bây giờ thuê gái, xong rồi tôi cả bạn ý chơi chơi với nhau một mình. Đấy, xong rồi biết đâu bọn tôi kiểu nói chuyện hợp nhau quá. Đấy, xong Đi đi rồi đi 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 bọn tôi mà thôi kệ chơi đi. Ui, đi bạn nhím mà thuê được một em gái về tươi. Tươi, tươi giói ra phát là anh bỏ game anh chơi bạn nhím luôn đấy. Ui. Ui, nhưng mà lúc mộng không không thuê. Không thuê nhỉ anh nhỉ? Ôi chết mẹ, có mấy 200 nghìn luôn anh ơi. Yeah. À không không, nhưng mà ui, có bạn bạn 7 lốp này. Bạn 7 lốp thì mình sẽ được trải nghiệm những cái gì nhỉ? À, có đôi nữa. Ui. Ui. Ui, nhưng mà tận 7 lốp. Liên minh à, bài chơi liên minh này. Bật phim mở nhạc có Netflix and chill này. Con video mở cam Discord. Ôi nhưng mà tận x5. 6 nhân 5 mẹ. 6 nhân 5 30. 6 nhân 5 30. 9 nhân 5 35. 6 nhân 5 30 300 3 triệu 3 triệu 400 à 35.000. Bác cả bìu. Làm bạn chỉ chơi liên minh thôi, không chơi PUBG. Thôi mình có mỗi 200 thôi. Không, cũng không có nhiều tiền các bạn ạ. Ui. Bạn này chơi được nhiều game này. CSGO. PUBG. Ơ chạy PUBG giả lập ơ kìa. PUBG bình thường không chơi, phải đi chơi giả lập nhở. Discord X4 75 x 14 à. 75 5 x 4 nhớ 2 7 x 4 35. À đâu, 7 x 4 28 là 3 triệu. Mẹ mà đắt thế. Ủa tôi cũng chưa bao giờ thử trải nghiệm cái dịch vụ mà kiểu gọi video cam thì nó như thế nào ấy. Mẹ tò mò thế nhở. Mẹ không biết nó như thế nào. Ui. Ai on cam luôn ạ. No sách luôn. No 18 cộng luôn. Ui ông làm thuê bạn này no luôn này. Sẵn sàng online này. 5.000 đến đó. Hai lớp thôi. Tìm kiếm đi. Ami Cute lại còn dễ thương. Chỉ nói chuyện với mấy anh giai chưa có người yêu. Quá hợp lý. Nanaka PUBG. Ủa phải đua trên tận 2 giờ cơ. Mà nhiều thế. Em bắt buộc phải 2 giờ à? Tài 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 tài. 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 Đi mẹ em tài. Đi mẹ đấy, chửi mình nghe. Chọn chọn nên mẹ nhiều sự lựa chọn quá. Giúp 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 bạn với. Ui. Mẹ bài tận 2 triệu một tiếng. À 2 triệu một tiếng này anh này. 2 triệu một tiếng. Ba Vãi lớn. Tiếng. Màu phát. Mẹ à, cao cấp à? Cao cấp. Không thì đấy, ý là hỏi là dịch vụ cao cấp hay sao mà phải là 2 triệu một tiếng. Ui nhưng mà cũng xinh thật. Ui. Đi mẹ có ông nào mẹ donate 2 tận 326 triệu cho bạn ý này anh ơi. Ui. Điên. Nhiều tiền thế. Mẹ trai em Seiko này. Điên đấy nhở. Mẹ người dưng mà donate mẹ 10 triệu. Ảo thật đấy. Giá đấy chứ. Bừa nha bừa nha. 1 triệu xem ạ. À. Ôi bà này. À bà này nhiều vote này. Ôi ở đây nó còn có cả vote nữa cơ. Bừa nha tài nhá. 1 triệu ấy. Điên. À 1 triệu á. À? Ui đi. Quên 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 không nhìn giá anh Hỏi ơi. hỏi xem service như nào mà 1 triệu vậy. Nghe dã man. PUBG Mobile à? PUBG Mobile. Các bạn nhìn là biết phải thích chơi Liên Minh này. Sao hay đấy, nhìn mà biết ngay ấy, đoán hay ấy.
Đâu bạn đang hành Liên Minh mà. Biết đâu được sau buổi thuê ngày hôm nay bạn lại thích chơi thứ khác thì sao? Ủa với còn có bạn chỉ nói chuyện với trai không có người yêu anh ạ. Nghe hấp dẫn quá mà mình không biết có ý định gì. Hay là... Ấn vào video đi. Hay là đánh LOL nhở? Tại vì tôi thấy hầu như mọi người toàn đánh LOL ấy. Ấn vào video đi, YouTube kìa. Đâu video đâu. Kìa. Vừa xem xong, các bạn vừa nãy. Đá ốc chó kìa. Đâu? Đá ốc chó. Ui, có tiếng này. Quên. Ui kìa. Bịp ạ. Hello. Đủ like up rồi. Chơi game luôn đi anh. Sao nhím? Ok không? Ủa các bạn tên nhím. Hello. Anh có muốn chơi game cùng em không? Ủa cái gì? Không, đang PK pop. Chết. Nhưng mà bạn này từng thuê rồi sao á? Ừ, tôi nhìn bạn này quen lắm. Như tôi nhớ ông còn có Facebook hay sao ấy. Làm gì có. Có. Mẹ nhím có hết Facebook chưa này có. Đây nè. Sai không hiển thị nè. Lỗi thôi. Có hết Facebook các em. Nhìn béo ở dưới kìa. Đấy à. Đấy, tôi nhớ là có. Làm gì có nè. Không có. Ừ, ông ba bạn chung là ai đấy, mẹ rất là nói thằng tài. Đây video đây á. Làm gì như nào? Em mới chơi game xem video này ăn lùn à? Ôi, nhưng giọng bạn kia vẻ uy tín nhỉ? Xem người ta chơi được game gì thôi. Rồi. Đây bạn này đúng không? Gì người ta à? Bạn này đúng không? Không. Điệp bay. Mẹ mày ông kèn lắm cơ. PUBG Mobile đấy. Ủa. Chốt nào. Điền à, thuê về chơi game mà. Chơi game mà anh. Vâng, chơi game này. Chơi game cùng mà. Này sao chơi được? Một em bài sao rồi. Chuyện gì chả chơi game xanh. Chơi game mà. Ý là thuê bạn ấy luôn đi chứ. LOL. Thế chọn xong à? Chốt đi. Tưởng chốt bạn kia rồi. Chốt bạn này nhá. Ừ. Chơi đi. Chơi đi. Các người ra đã đồng ý. Ờ. Đúng. Em quá. Rạch để. Chơi với anh không? Em có thời gian dành cho anh không? Em đang có đang ảnh để dành thời gian cho anh không? Ôi, wow, nghe khi em không? Có đang dành để dành thời gian cần gì chơi game với anh không? Mẹ với anh là... không? Ừ. Nó nhào anh quá này. Chơi game với anh không? He he. Không. Bảo he đi quê vãi nổn thì. Hỏi nhắn đi đi, nhắn đi lại này. Như nào anh Quang? Anh quyết định rồi, anh sẽ thuê em. em cũng định như thế đấy. Cũng được, thẳng mà thật. Không được, nghe buồn cười lắm anh ạ. Em cứ thế nào ấy. Khi em có đang rảnh không? Rồi, để xem bạn trả lời như nào đã. Thôi, nói chuyện tiếp. Mà em ấy trả lời là không rảnh như nào? Không trả lời, ông hỏi tiếp đi. Cái gì cơ? Thì thôi chuyện khác. Không thôi mấy em chơi nhau. Chê thường là phải có ngay. Ủa thế là mất 80.000 à? Chứ không thường là người ta phải có ngay đúng không anh? Đúng rồi. Chắc hết đam mê rồi. Ủa lây la kìa, trông như kiểu Lisa kìa. Bạn này chơi rồi. Chơi rồi á? Ừ. Chơi lúc nào ấy? Ủa? Chơi thì cũng phải cho anh em chơi với. Đâu em chơi với ai nhở? Em nhớ có chơi với anh em mà. Chơi mình. Có. Chơi với ông Tài đúng không? Có chơi với anh em thề. Không hề. Như là anh Ben hay sao ấy. Anh Ben hay sao ấy. Ôi bạn này ợp rồi. Ui. On rồi.
Ui, 3 chấm môi, 3 chấm môi, 3 chấm môi. Ok rồi. Rồi, địt mẹ đen vãi lồn, cuộc địt mẹ cuộc đời. Sắp xong rồi. Ui, lại mà anh đợi bé tí được không? Em bé à, muốn làm em bé à? Bao lâu? Đừng hỏi bao lâu, dục thì kỳ lắm, mà là anh đợi em cả đời cũng được. Đấy. Địt bạn thế bình thường quá, đi phải ai thế rồi. Tất nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi, anh đến đây tìm em mà. Và rồi. Ok. Có 3 từ thôi. Em biết không, đàn ông lạnh lùng người ta chỉ nói mỗi đơn giản. Ok. Vẫn phải tỏ ra lạnh lùng ấy ạ. Nhìn lạnh lùng boy. Mẹ. Nhưng mà mẹ. Nhưng mà tí là bao lâu? Nhưng mà tí của em là bao lâu? Tí của em rồi. Mặt cười đây. À, hủy luôn ạ, à, thề. À, bà ấy không muốn kinh mình phải đợi lâu. Trời ơi. Ok bé nhé. Để anh kết bạn Facebook bé nha. Nhìn bất tiện thế. Thì bây giờ người ta phải có chỗ nhắn chứ. Tôi cũng không hay vào play đua mới. À, vào play đua mấy. Thì có gì bạn xong thì bạn nhắn qua Facebook. Không đi chơi luôn. Sao bữa em cái game méo nữa. Xem nào, xem nào. Dạ luôn. Được anh nhìn kết bạn sướng vẫn lùng lưng. Thích những bạn ngoan thế nhờ. Được rồi, dim dim bạn này, dim 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 dim. Cái gì? Ghim vào. Ừ đúng rồi. Happy à. Để mày thánh chửi đúng không? Đâu. Đâu đâu đâu, happy đâu. Ui lúc là happy. Yeah, bên trái à. Đây à? Ừ. Mẹ. Ấy. Mẹ. Chơi game không? Không, nhưng mà bà chơi chơi nhiều rồi. Bà khác mới mới. Mới đấy, mới đấy. Đúng rồi, bà chơi rồi. Hiểu hết tính nhau rồi. Coca Light này, tôi cũng thích uống Coca này. Búp bi, búp bi. Được, 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 được. Vịt mù vậy á? Đâu? Vịt mù vậy á? Thôi nhá, bây giờ mình chỉ cần tìm thấy có người chơi PUBG thôi. Đấy là mình thuê luôn. Vịt mù. Mình thuê luôn nhá. Thuê luôn nhá. Đây, người ta rất kỳ đã nhận. Ủa? Để tạm để tôi... thử Facebook thử. Vì Facebook của thằng Bố ấy. Của thầy. Thầy à? Ừ. Còn A3 ngấy mẹ luôn rồi. Có vợ rồi. Chứ là nướng nữa. À, đồ ác quá không ta? Ác gì vui mà. Hôm nhớ hôm trước đi uống rượu không? Có ác đâu, vui mà. Thử mẹ luôn. Thì mẹ nó biết thừa rồi. Nó vào profile thấy Facebook mà. À ừ nhở. Mà profile play đùa biết mà. Anh đùa chứ đưa nick em. Nó anh gửi nhầm đâu, anh gửi nhầm. Đây 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 em ơi, anh nhầm đấy. Anh chắc nhầm. Ấy. Đừng anh đùa. Anh gửi nhầm. Để anh kết bạn Facebook em cho. À, mình đàn ông phải chủ động tí anh ạ. Không, bảo là em kết bạn với anh không được đâu. Thế anh. Ủa. Ôi đi mẹ à, ôi tưởng xa bao. Chả thế. Các gì nó đã được mày. Khi em có đang rảnh chơi game không? Ui mà này vào việc luôn này, đã xem luôn này. Suka à? Suka tôi Nobita này. Suka nào? Em có chơi game không?
Người ta chơi bằng tay, người ta có chơi bằng hông đéo đâu. Anh chơi PUBG đi tí thôi. Diêu tiêu diêu, đấy. Mình chơi chiêu chiêu, chiêu chiêu. Đó, chiêu chiêu một tí. Ừ, anh định chơi PUBG chiêu chiêu một tí. Chiêu chiêu thôi. Nghe vãi lồn Netflix ăn chiêu luôn. Em nỡ theo chồng rồi. No! Fuck! Bạn bị ốm rồi. Theo chồng nào Tài? Dạ. Anh ơi, bạn bị ốm ấy hả? Chơi PUBG thì lại bị chóng mặt. Ui. Hỏi xem là bạn hỏi em có bầu à? Gì chóng mặt? Lại. No. Chơi lờ lờ không? Chơi được. Chơi lờ lờ chóng mặt nữa chịu đấy. Anh chết nhận em có tật xấu. Dạ. Yeah. Mọi game kìa. Mọi game trừ PUBG. Thế chơi LOL cũng được. Em chơi thì làm bắt bổ không? Hay là điên. Trong đầu nói em điên. Ok. Tim rồi. Đi. Biết chơi nhưng mà chưa tải. Có mỗi lỡ lờ thôi. Chơi lồn à, chơi lỡ lờ đi. Ê, chờ sới anh em ơi, làm sẵn lỡ lờ đi. Lỡ lờ anh em ơi. Mẹ à, thả vào nick tao đây. Tao đã chết mẹ rồi. Lừa rồi, tôi phát vào phát bại ao luôn nhím ạ. Vãi lồn. Wow, đâu rồi? Ờ. Mọi người. Ủa, hello em nhá. Hello. Thảo râu xè nhá. À, anh có rủ thêm mấy người bạn vào cho nó vui ấy. Cũng có sao không? Hay là em thích chơi với mỗi anh thôi? Hả? Cho ba cũng được ba. À thế à? Đúng rồi. Anh làm như anh quan trọng lắm. Đâu sợ đông quá bạn ngại. À còn một anh nữa ấy. Em đợi okay. Tí nhá. Ok. Ai bình ắc quy hỏng motor củ đề nhôm đồng sắt vụn. Gì đây? Bà đồng nát, ông đồng nát ở xóm anh ông ấy đi qua. Quên chưa tắt mic, xin lỗi anh em nhá. Ui, em biết đi support à? Anh lại biết đi mỗi AD ạ à? Trời ơi. Chọn lên đi mọi người. Xong sách đúng bác à? Xong sách rồi. Ui, anh biết đi mỗi AD. Em tên là Vân Anh à? Dạ, đúng rồi. Ui, anh tên là U này. Nè Vân Anh nghe. Anh rất thích những người mà tên là kiểu có từ Anh nhá. Vân Anh, Ngọc Anh, rồi các thứ ấy. Nhưng mà tại sao thế à? Nghe kiểu gọi, nghe gọi nó kêu ấy. Ui, thằng anh em tên là Thái Anh đấy. Vân Anh đi đâu nhỉ? Vân Anh nhỉ? Em đi support. Ui, em... Support à? Thế thì chắc là nhường cho ai đó đánh AD tốt ở trong party rồi. Có người chọn luôn rồi mà. Có rồi đấy hả? Vâng, em đi mỗi AD mà. À thế hả? Tốt lắm vâng. Nhưng mà... Thôi đi mỗi AD rồi. Ồ. Đánh mấy nơi khác em sợ làm mọi người thua ấy. Em chỉ tin tay mỗi AD. Vân Anh em đang ở một mình hay là ở với ai đấy? Em đang ở một mình. Hiện tại một mình ạ. Vân Anh có thể nói to được không? Hò hét lên hú nhẹ nhẹ các thứ lên được không? Kiểu nghe bé quá. Ừ, nghe nó hơi bé. Không là chỉnh cái mic to lên xíu được không? Mình chơi thoải mái ra đi. Ừ. Em cứ nhỏ nhẹ như này bọn anh lại ngại ấy. Không, mọi người bình thường đi có sao đâu, tại em bị đau họng. À.
Ơ tại sao lại bị đau họng? Hai mẹ em lên Sài Gòn lạnh á. Ui, ở em ở Sài Gòn à? Đúng rồi. Kìa, ngay gần chỗ AD kìa, nhà AD cũng ở Sài Gòn mà. Ủa, ở đây có ai giọng Sài Gòn đâu, có mình đây mà. Sinh sống làm việc trong đấy em ơi. Đúng rồi. Anh sinh ra Hà Nội nhưng anh vào Sài Gòn làm việc ấy. Em ở quận mấy? Em ở quận 8. Ui, anh ở quận 7. Ngay gần nhau luôn này. Liên quan gì đâu. Ồ, quận 7, quận 8 không gần nhau à? Gần nhau mà. Sắp gần rồi á. Mà thôi không sao, quan trọng là... Ủa, anh con đi đâu đây? Sao? Mày nhìn lại còn phải hỏi. Ủa, em thích anh ra đây con gì? Lucian đấy. Lucian hả? Ủa, em thích mấy anh da đen à? Ủa. Anh... Không, tại cặp này mạnh. À, thế à? Mày không biết đánh con này lắm đâu nhá. Some just need a little help. Tại vì tại anh mà. Vì sao hỏi em là chơi con gì? Em ăn cơm chưa? Không sao, em ăn rồi. Này bát, hôm nay ăn món gì nào? Em ăn mấy bát? Mấy bát hả? Ừ. Ăn hộp. Không nhớ luôn á hả? Ăn cơm hộp ấy. À, ăn cơm hộp hả? Là ăn một hộp thì gọi là một bát. Ủa nhưng mà ăn cơm thì phải có canh đúng không? Canh gì? Ui thế ăn cơm khô lắm. À nghĩa em ăn cơm thế bây giờ anh hỏi em nhá, nếu mà không thích ăn canh thì bây giờ bỏ từ C thì em có ăn được không? Bỏ từ C ra là còn A N. Ủa? Ấu rồi đó ba. Ủa, anh hỏi thế thì em cứ trả lời ăn được hay không thì tùy. Ủa em không nói gì nữa rồi. Anh đùa thôi. Trời ơi, bọn trêu thôi mà. Trêu tí em. Anh vui tính mà. Ở trong trận đấu này mình có những ai đấy nhở? Có những ai là sao? À, không, ý là party của mình ấy. Anh cũng không biết là mấy ông kia là ai nữa cơ. Bạn em à? Hả? Cái ông không, đi rừng với lại cả cái ông đi top kìa là bạn em à? Này nè, bánh con này nè. À, đâu anh là đi mít anh vào anh cũng thấy kiểu người ta ở đấy thôi mà anh tưởng bạn em cái gì anh mời vô mẹ đâu người ta đâu người ta người ta mời anh vô nè người ta mời anh vô mà anh mới mời em nhưng mà cái đến Discord để gửi cho anh mà con này cậu cái gì đầu tiên đấy con này cậu cái gì đấy lạ thế trời ơi. Anh đang nghi rồi. Ôi, Vân Anh ơi. No. Không sao, không sao, không sao, không sao. Nhẽ ra anh không nên né qua đấy. Lỗi anh Vân Anh ơi. Không sao anh ơi, tăng độ khó cho game tí. Nó về rồi, nó về rồi. À! À! Nó về, về. Nó về, không về, nó không về. Thôi. Ủa, ra đen không vô à? Về rồi Dô, sao ăn? Dô mà đánh nhau chứ. Ra đen. Nó có 3 thằng. Fuck ra đây. Từ sắp được rồi. What the fuck? What the fuck? Ừ. Đây vào này. Fuck? Nó đâu rồi? Trời ơi. Nó có level 1 thôi. Nó kìa. Không sao. Làm gì đi? Ôi. Làm gì đi? Vẫn chết ạ. À. Uầy. Sao không làm gì? Biến sớm mới đéo dùng. Mẹ sao vẫn chết quả đấy nhở? Kìa cứu kìa. Hai em ơi. Ui hay quá Văn Anh ơi. Hay quá. Không chết luôn. Rồi. Ui không chết. Không chết không đủ đam. Này. Ơ nó kéo. Nó kéo em á. Dạ. Ờ nó đâu em ơi. Ôi giời, hỏi chấm gì? Anh farm được hết đấy chứ, không biết con nào đâu. Mày em con sao luôn mà. Con lát né đắp của tôi. Mày em có nhìn thấy được anh cộng tiền không? Không đúng không? Nhưng anh ăn hết đấy.
Yên tâm. Tốt hết. Em xin cho em vui nha. Em xem thế nào đấy chứ. Cắm mắt cu này. Anh cùng em, anh không thở được cái này. Bóp xe. Ừ. À. Nó đuổi anh kìa. Cái đó bạn ơi, nó hết. Thôi em đứng sau lưng anh là được rồi. Không lên cao đâu, chết đấy. Kéo gái chết luôn đấy. Chạy đi, mình phát năng trụ vậy. Mít xuống. Chết này. À không. Đừng đẩy nữa. Mà em lại khéo thế nhở. Chết rồi, cứu bot. Nó có flash không? Kéo á. À, mày sao yếu thế nhở? Bro. Nó cầm đồ ai rồi. Cầm đồ gì đấy? Thì kiếm với hai cái kiếm dài. Anh đang cắt gì đâu? Nhưng mà nó kiểu bị trâu ấy. Kiếm dài của nó như được tăng ở thủ sao nhở? Ao rồi em, tại em huy hụt á. Không. À, có mắt đấy bạn. Phạm vẫn đều. Trận này lỗi anh. Lâu lỗi em. Anh. Nha, một quả đầu em lên vào. Anh. Không sao, em bảo vệ Vân Anh là đúng rồi. Em ở đấy bảo vệ Vân Anh là đúng rồi. Vân Anh ơi, cứu. Nó mất flash nha, câu được flash của nó rồi. Ê rồi mình ra luôn đó, nó muốn đa trụ à? Ừ, nó muốn đa trụ đấy. Nó muốn đa trụ nha, dừng nha. Mày con đi ra đi trước rồi. Đau thế đi, có mạ. Ây da. Không né được, quái bị chặn rồi. Thật sự là anh biết đánh Adele. Ôi, đấm không chết được nó. Thật sự là anh biết đánh Adele. Hay, dụ, đúng rồi. Thả con cá nhỏ bắt con cá lớn. Dụ đấy. Đây nhá, anh chết thì không sao nhá. Nhưng mà support nó chết thì nó sẽ không đi cả mắt được. Mình sẽ kiểm soát được nhiều rừng. Hay. Không tốc biến. Ô hay. Không tốc biến này. Hay quá Vân Anh ơi. Một báo. Không kịp rồi anh Quang ạ. Nào thôi. Thôi. Đi đâu vậy? Chết vậy? Anh cắm mắt lồng. Cho em đỡ ấy, đỡ nhiều việc ấy. Để anh đi cắm mắt cho. Em đi cắm mắt cho. Em vừa soi cho anh nhá. Đấy không có mắt luôn anh Quang ơi. Thoải mái di chuyển luôn mà không ai biết. Ừ nhá, soi cho Vân Anh là được. Ý. Sao quá, anh đã bị nó đánh đâu mà em búp. Trời ơi. Em nghĩ anh dễ bị kéo lắm mà. Nguyên đồ cao tờ tôi bảo. Ê, tụi ơi. Có gì này. Mình nhờ. Tập trung. Đấy tập trung mà. Chết mất cười quá. Sáu chưa? Gì? Ơ dạy một... Mày. Không biết con nào. Lát quá kéo à? Không lát. Như nào giỏi quay đấy. Mẹ ăn giỏi quay đấy. Chết con mẹ mày. Không chết à. Chết. Phát nữa. Đi. Không chết rồi. Ê cuối cùng nó vẫn không chết à. Mất lồn nữa một máu cay thế nhở. Anh xin lỗi Vân Anh nhá. Anh thi thoảng anh hơi bộc phát thì... Sao nó bắn. Giờ đi nhím rơ. Đúng rồi. Chết rồi. Chết à. Hai. Bắn thường anh. Hai em ơi. Đến nào. Hay quá Vân Anh ơi. Yes. Uầy, đúng kiểu một mình anh sẽ chẳng làm được cái gì ấy. Nhưng mà có em thì nó lại khác. Không có em thì anh đần thật. Không có bây em giờ thì ăn rồng anh, là con phải con người khác. Vốt nữa à? Mới đấy. Hai. Sao đâu Vân Anh ơi. Anh cắm bách lúc nào chẳng được. Ai không nhỉ? Lo. Anh bao giờ bắt đầu mới làm quen được với con này. Mít nó lên em ơi. Nó đánh nhau này. Yêu mẹ. Anh lên, đập nó. Ôi, hai con điều máu kìa.
Thằng chó. Mẹ mày. Ôi, nó không tin ạ. Mẹ ngu rồi, mày ngu rồi. W. Đúng rồi. W anh Quang ơi. Ok ạ. Ok ạ. Ơi. Cái gì đây? What? Sao rồi? Tao. Tao đây. À! Cái gì đây? Đau đầu quá. Không đủ luôn hả chứ? Ui ôi. Đau đầu. Tại sao anh không quy được vào người nó hai cái nhỉ? Một cái quy một cái r nhỉ? Hay là do bị sao quá vậy? Đâu nó chui vào trong bụi mà anh. Đau đầu. Vân Anh đâu rồi, Vân Anh ơi. Chết rồi, nó định băng trụ anh này. Cái chúng là anh chết á, anh về đi. Về tôi chứ. Đang đến. Anh tới à, anh tới à. Nhấm ngả đi. Rồi. Em Linh bóng lờ, anh tới à. Nè Nhím ơi. Hay. Hay đắt kìa. Không có mana. Không có mana mẹ à. Gơ vào kìa. Hay. Cái gì hả bạn? Đừng để anh Quang ăn. Ok á, sao không để anh ăn? Tiêu cực thế. Có anh mới giữ chân được bọn nó. Ê về. Làm gì làm đi. Chơi. Cố lên. Mẹ ạ. Chết ơ. Sao lại quay lại? Wow. Kìa. Anh không nghĩ là em sẽ đứng gần anh đến thế. Dạ anh quay lại anh bắn nó làm gì. Sao anh đổ thừa em. Không. Anh bảo anh không nghĩ là em sẽ quay lại thôi chứ lỗi anh mà. Trời đất ơi, nghe được. Không sao, mình đánh được, never give up. Bạn ơi, 10 giây có thiêu đốt bạn ơi. Còn nghĩ là được á. Thiêu đốt chưa? Đây không? Đó, hai em chơi đó. 8 lốp. Ok á. Ồ, mất flat luôn. Mày, nhanh thế nhở? Nó mất flat. Ôi, đít mẹ à. Anh chắn cho. Đừng có lo. Thôi về đây. À, đừng. À, mày mà chụp mẹ à. Mẹ mà dụ đấy. Quay lại hết đây. Thấy không? Quay lại đây, thằng chó. Chậm máu vẫn dụ được mà. Mít thì sao? Chính thức comeback này. À, mình chạy luôn chứ còn gì nữa. Thôi, ngồi thẳng lưng rồi nhá. Anh về, anh ngồi thẳng lưng rồi đấy. Không thể đùa bọn này được. Đi lên đàn. Mít thì sao? Chơi luôn. Lên đấy. Lên anh bắn đi. Không đến đấy. Rồi anh cho nó kéo rồi này. Giết làm sao sao được anh. Đập to đấy. Anh núp giả vờ anh đi vòng xong rồi anh vòng lên bắn nó chết này. Ok á, hai đứa kia không dám mít à. Núp đâu thế. Hả? Núp cái gì đây? Đang đẩy nốt. What? What? Tưởng côn nhau như thế là phải ra rồi chứ. Đã mít nhỏ không mana anh ạ. Oh. À. Cứu. Sao nó về? Nốt chưa? Em ơi. Hay Vân Anh ơi. Đâu. Không chết để được xem Vân Anh đánh. Ui. Suti hay thế nhở? Ra không vậy? Đúng rồi, múc máu hay, đúng rồi, rỉa hay. Đúng rồi. Ê, ai, tụi mèo. 10 điểm, Vân Anh ơi, 10 điểm. 10 điểm em ơi. Gì đâu. Đâu vậy, anh thấy em búp mà. Ê. Em búp xong rồi em kiểm soát cái combat mà. Có con rồng nào trông ai cần giống điểm. Giống cái búp đấy. Đánh con này. Bot à? Ơi. Ê, đánh quẹ bot nè. Em mid đây. Nội ơi. Ê, mid này. Trời ơi. Anh về mấy anh Quang. Ôi là trời. Ô nó lốc em kìa. Rồi nè. Em láo thật. Ôi trời ơi. Đúng rồi, bắn chết mẹ đi. Mẹ em tuân thủ thôi. Mẹ em đâm chết mẹ. Đúng rồi, đâm chết mẹ đi. Mẹ em dụ thôi. Đẩy mít đi, đẩy mít. Mẹ chết hai, ừ. Nếu nữa hả? Chết hai luôn. Đẩy mít. Ô, có ra xuống sau này, có ra xuống sau này. Em còn rồi. Sói nói ơi. Mẹ. Chết điên này. Chơi luôn à? Chơi luôn như gì nữa.
Đéo cho về luôn. Này, sứ giả này. Sứ giả đi, sứ giả đi. Giả, sứ giả. Trụ cây á. Trụ cây hơi khó đấy. Bây giờ anh mới nhìn cái mặt trụ mà. Ôi, phu cây mình phá luôn. Giờ. Thế nó. La vào luôn, bẹp luôn. Thôi, hết lịch. Em bạn á. Thôi. Mẹ áo kéo đấy. À, đến đấy, về đi. Mẹ ăn sợ. Anh quăng này đi. Mẹ. Không sao, đừng lo cho anh. Ui à. Thôi được. Ôi xong anh Quang ơi. Rồi, vẫn còn máu. Búp cho anh. Cái đi em hết mana rồi. Ôi không đắp được. Về. Mẹ yếu thế. Anh ui dồi ôi. Hai cái nó song song nhau, khó nhìn quá. Ôi nở bị ôi. Sa thế. Bị cố hả? Trùng hợp như thế nhỉ? Anh không nghĩ là nó tới được đến đấy chứ. Nhưng cái lao đến đến chỗ anh Quang nhỉ? Quá tuyệt vời. Con đi còn chết. Con này. Đúng rồi, bắn đi. Thả diều đi. Ăn cướp rồi. Chết. Ui. Không. Không được rồi. Sao bạn cái W không ổn rồi. Man. Còn Dali nó sốc chết nhanh quá, không hăng phép nè. Mà anh em gặp Elo nhiều rồi. Thứ phải lên quá. Trời ơi, bạn ăn hết mạng. Anh em gặp mấy ông Elo cao rồi. Đấy. Xong nghe đổi đất khách được. À thế à? Tại anh ơi. Quan chơi vui thôi, chứ em thôi vui rồi chứ muốn thắng thì chơi kiểu khác thôi. Thôi. Đúng vậy. Tớ ăn Menade. À ừ. Menade mà. Giống lắm mày. Bên này chết là 16 là chết. Giống mày lắm. Uầy, em cảm giác mình vẫn thắng được ấy. Anh Menade chứ anh có bảo anh đánh hay đâu. Nhưng mà anh lấy cũng lên được bạch kim 1 đấy. Con này phải kim cương. Con này phải kim cương, mà phải kim cương em ạ. Ây da. Ây, anh đến đây. Sao? Ba thằng ấy. Cái máu được thằng Thread với cả Nearly. Cái đít. Ra thua rồi. Ôi. Tâm hết. Mày ở Nearly kìa, Nearly vào trong trụ, giết tôi kìa. Ra rồng. Nhà đẹp, biết đánh mà lìn thề. Bây giờ là kiểu bị out đồ rồi. Mẹ nó một quy xong nhảy vào người cái chết ngay. Tôi chỉ có mẹ trốn lui trốn lủi thôi. Trốn lủi thôi. Sao nó mới còn 2 trốn lủi bố. Chỉ đánh khoảng 3 mình mẹ. Bố mình đi farm trộm. Điệp mẹ mà đợi cái ngày bố mình khôn lớn nhá. Bố mình khôn lớn bố mình trả thù. Mày đợi đấy. Mẹ bố đi farm trộm. Đéo biết đâu. Đúng, đéo biết tôi sẽ top rồi mà. Ai? Này Vân Anh ơi. Té. Biết thì đéo được. Ừ, đánh đi. Ơ, đi con mẹ. Mẹ không để ý ạ. Anh giết, anh đổi một rồi, anh đổi một rồi. Ui dồi bố. Nó lát nó xoay em chịu ơi. Trời ơi, nó có lát xoay. Ủa, cho tôi 5.000 tiền nguyên ngay. Ai ạ? Bạn ăn hết mạng rồi đó. Sao bạn hết tiền rồi đó? Ủa, bạn chết mẹ rồi đó. Bạn thấy tim à? Thôi. Bạn thấy không có sát thương đâu. Bạn dạn đi. Ui. Anh da đen. Để mà nó đuổi rồi thì mẹ có gì phải dùng hết chứ. Bài học đầu tiên thôi em ạ. Trả giá là bị kéo sập chết đó. Quả bộ này đánh hay. À, có mẹ cái gì đấy? Giang hồ mạng à? Hình như hay là trước đánh giải nghiệp dư anh ạ. Thả nào tên trông quen vãi ở lên. Ui trời. Ui kìa. July 16 à? 2003, đúng rồi, cu em này. Hôm trước gặp ở giải quán net. Mày cứu bạn mày à? Con đi. Ui, đi theo làm sao? Đúng này lại bóng ngu. Ô mày nè. Mình dồn được á. Dồn được á,
đồ được á. Tới em móc rồi. Rồi. Đồ à, chuẩn chưa? Tí chuẩn chưa để biết. Phải đi còn mãi à, 1000 tiền. Đồ luôn chứ, có vị đéo gì đâu, anh em mình ăn được, anh em mình ăn được. Con này luôn vào đây. Ôi trời. Né quỳ ra đi, đồ ai quỳ hồi máu đây. Tiền. Baron được á? Có được không? Baron được này đúng không? Không có đam á, không có đam á. Adem mình còn chưa có đồ 2 á. Đây ra xuống này, Đéo gì ơi? À đây mình lấy đéo nói lồn gì? Hình như là AFK rồi sao? Ủa? Em đây. Trời ơi. Né. Đang lớn anh ạ, đang trưởng thành. Đi farm lẻ. Ôi chúng mày tặc à, hay vô cặc kiếm nhở? Nhanh, thu cái này đi. Tặng con đấy cũng được. Không, thôi, ta xua ai? Đâu, ơi! Thôi! Tới này. Ai, đang rớt sao luôn kìa. Đau quá. Đừng. Đàn mình nhập đi thôi. Mẹ sao nó ở đây vậy? Ok, bài đàn. Mẹ mày. Thế bộ ơi, ăn cái nào đó là đi luôn. À. Ủa sao nó lại ở đây? Hai. Tiền bú. Chạy đi em ơi. Ai cái lát luôn kìa. Chip Pokemon. Trời ơi, cứu tôi. Mẹ ăn giỏi vào đây solo bố mày. Mẹ ăn giỏi vào đây. Vào đây solo bố mày. Thì là support cho cậu bạn thương anh á. Bảo hộ. Đâu, em bảo nó ra đây solo với anh. Cái nào có đám không? Mẹ ăn giỏ vào đây. Mẹ ăn giỏ vào đây đi. Để tôi kéo nó vào cho. Đắng. No, quá, lính kia. Rồi. Mẹ phi cái ulti nhưng mà không sao. Vẫn đép được hả? Vẫn đép được mà. Mẹ vừa kêu up. Rồi, lại quay con bệnh nhân nữa. Đang đánh nhau quá. Em Linh. Anh em giết 4 nữa là được. Tôi giết 1 rồi, mỗi người giết 1 mạng thôi là được. Đúng rồi. Nhà kìa. Đúng rồi. Let's go boy. Phải tiêu. Ai. Ơ kìa. Vẫn chung lúc mình mới ảo. Ảo thật. Kìa. Ê. Thôi. Nhưng mà về nhà được không con Yasuo nè? Tôi ra. Mẹ ơi, tao phải đúng kiểu kéo rùa ấy. Tao giết được 1 rồi nhá. Ôi đi, mẹ em xăm lô đi tôi con ơi. Bố mày đến với con đây. Mẹ em xăm lô đi thôi. Mày. Xăm lô đi thôi, bố mày đến con đây. Á. Không có được đâu. Xăm lô đi thôi, chết mẹ em chưa. Ui, bắt đầu rồi. Xàm lồn đi thôi. Ui bắt đầu khỏe rồi sao ấy. Ăn thấm lắm. Ăn thấm lắm anh em ạ. Không nhưng mà Mày múa đi. Ép Linh. Chúng ta phải chia ra. Đúng rồi. Đép Linh ra. Xong con bắt tổng. Mất mẹ hồi máu ơi. Em Linh à. Em về hồi máu đi. Cẩn thận nó ném nhá. Thằng này hay phi kiểu. Về hồi máu đi. Anh Quang kìa. Anh Quang chết đấy. Về hồi máu đi. Kéo tao này. Chơi đi. Kẹt cổ con Nina đó. Hai yếu rồi nhá. Darius chưa? Ba yếu rồi. Sống rồi đép lính. Điệp mạ kill. Quên mất hiu. Đép được không man. Tôi đây. Ui. Cố lên bông mai ơi. Còn tắt, lấy đi em. Ôi, chạy đi em. Chạy đi, đúng rồi, đấm, đúng hay rồi. Hay vào đây. Hay. Nhan. À, sao giờ vẫn chưa vô cực à? Chưa, mày lên mấy cái đồ trừ giáp trước. Mày bắt cũng đau thật. Chơi game đúng cam chịu luôn á. Chấp đồ mà. Chấp đồ dòng đất luôn đi. Chắc vùng đất luôn là chứ không được thần Darius đó đâu. Thế á?
Thật á? Thôi được, thế được, anh đấm được. Thế không? Thì bạn nó lại ở đấy. Được, nó không ăn rồng này. Ăn rồng và nhục này. Đấy rồi. Đấy, cái. Mẹ. Tự. Đấy bót cái, đấy bót cái. Mày tờ thằng này đến đâu rồi? Bà Ron à? Lan rồng à? Đâu rồi? Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Rồi em ơi. Cái, ôi ôi, gõ anh cái chết luôn rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi em Linh. Đây đây đây, kéo nó vào. Ê, cắn lên nào, cắn lên nào. Không sao, không sao, em giết được 2. À đâu, kiến tạo 2. Ăn được, ăn được, ăn được. 2. Ui, còn đường ra xô. Không, còn làm Giáp Sô. Giáp Sô, phát ăn được, phát ăn được. Bố, cũng xong rồi. Không xong. Hai, ôi kìa. Hai, hai. Vân Anh. Hai, Vân Anh. Thôi, ôi, bốn rét tịp. Hai, mày nhồi. Mày nhồi. Hai, vỡ rồi, em ơi. Tốp, tốp, tốp. Tốp, tốp, tốp. Thế rồi, được rồi. Ngồi thẳng nước lên. Ngồi thẳng nước lên. Cái gì? Địch bạn tên mình chưa phá cái trụ nào đúng không ạ? Thì mình nếu mà mình thua thì mình không để chúng nó thắng một cách dễ dàng. Em hiểu không? Mà lên đi bây giờ nhỉ? Vâng. Cái quen hơn bệnh nhân ung thư nữa. Có thể không mọi người? Ờ đúng rồi, rồi đợi đánh thêm 15 phút nữa em. 15 phút á? Nhưng mà thằng này nó đi láo. Đánh được nhá, đánh được. Ba thằng. Không qua đây nhá. Tớ. Con Lida trước này. Lida thôi. Ok, chết nhanh thế. Chạy kịp mất, chạy. Kéo kịp đồng hồ cát luôn. Hay rồi. Cuộc phân 2 nè. Hay rồi em Linh ơi, hay rồi em Linh ơi. Em lên được. Không chết. Hiu bắn được hiu, đừng sợ. Ui. Không sao. Ôi điệt mẹ. Một người về đẹp đấy. Thì bạn nó mất flash luôn ạ. Về, hay rồi anh em ơi, hay rồi. Tập trung. Em cảm. Ok á, dạy trầm cảm. Hình như là hơi em thiếu. Em cảm mà. Hơi thiếu hút máu hay sao ấy nhở? Anh mới chơi có 18 mạng thôi, Vân Anh ơi. Đừng lo. Ủa nhiều thế. Nó đã hơi thiếu hút máu ấy. Bây giờ mới thấy được á. Không, cái này cũng thật sự là thông cảm cho anh. Anh không nhớ là cái trận cuối cùng anh chơi Liên Minh là cách đây bao nhiêu lâu nữa. Điện thoại luôn. Quá lâu rồi. Anh vào bây giờ anh bị ngộp luôn mà. Ê, đừng đánh nha. Đánh đi làm. Rồi, nãy chứ, mẹ tham. Đánh luôn. Lo đừng lo. Ta thua đằng sau đi nó nhá, từ từ thôi. Không, nó biết mình trong này đấy, nó có cái mắt ở đây mà. Nó biết mà. Từ. Cứ đánh đi, cho ông phát đánh anh. Đánh đi. Ui. Đánh đi. Không bây giờ thì không bao giờ. Xàm cái lồ. Nó ulti em. Rồi, sao rồi? Không sao Vân Anh ơi. Em xong thì còn anh mà. Rồng. Rồng quá. Let's go boy. Nhiều bẫy. Vân Anh ơi cẩn thận. Ôi giời ơi. Xong rồi. Mày. Chạy hộ bố mày cái. Địt mẹ em riêng mày nữa luôn. Địt mẹ em chạy hộ bố mày cái. Win. Mẹ em cần tôi giết thằng lồn đi không? Giữ linh nhá. Mẹ em, đây rồi. Cú lật ngược thế kỷ. Tôi bảo team mình lết khỏe mà. Nó lại đánh em trước. Bú cho anh, đánh nhau. Nhanh. Mẹ em như nào? Như nào? Đùa. Vui. Mày cũng win được nữa hả? Anh đau lưng quá. Em stress quá. Anh đau lưng quá. Địt mẹ mà sao? Mẹ mẹ quất con này. Mẹ cứ để bố mình phải ngồi thẳng lưng lên cơ. Địt mẹ vui thì đéo thấy. Thích bố mình phải nghiêm túc cơ. Em nghĩ kỹ chưa? Tại vì ông không bỏ cuộc đó anh. Được. Tinh thần đồng đội. Tinh thần thép. Em vừa nói cái gì đấy? Em có thể nói lại cho anh nghe được không? Không có gì. Ủa nhưng mà bây giờ cũng hơi muộn rồi ấy. Thì có gì hôm khác mình nhờ chơi tiếp nhá.
Ok. Ừ, anh cảm ơn nhá. Cảm ơn em nhá. Ok. Bye bye mọi người. Bye. Cảm ơn Vân Anh nhá. Dạ. Ừ. Vân Anh chưa đi à? Đi rồi nhỉ. Ui, bạn nữ này hay thế nhở? Ôi, đi. Thôi, thế là đẹp rồi. Này, mình ngủ ngon rồi. Acid 40 mạng ạ, vãi cứt làm gì. Ôi. Mạng gánh tem vãi biểu. Thôi, mình đi cò đây anh em ơi.